Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì các bác thấy sao ạ? Với một cái thân hình gần 1m7 như em, ngồi cạnh cái bàn thần tài này còn cực kỳ là nhỏ các bác. Thì có nhiều bác bảo em rằng là nhìn cái video hàng mộc lên, có nó bé như vậy thôi mà sao nó to đến tận là cao là 1m27 như vậy. Đấy, liệu cơ sở có nói khống cái chiều cao của nó lên không? Đấy, thì hôm nay em sẽ đặt chiếc bàn thần tài này lên. Đấy, một chiếc sập ngồi, hôm trước em vừa quay cho các bác em một chiếc sập ngồi là 1m8, 2m2, cái diện tích là hàng sập đại. Và lúc ấy em vừa ngồi lên cái cạnh bên cạnh nó xem các bác đấy, cực kỳ là to và cực kỳ là khủng các bác nhá. Và nhiều bác cũng hỏi em cái câu hỏi là làm ban thờ giờ làm cả ban thần tài nữa hay sao. Đấy, thì bên em chuyên làm về gỗ, những cái đồ gỗ chuyên về đồ thờ, nội thất phòng thờ, tiểu đường, nhà thờ họ. Đấy, cả ban thần tài này thì bên em đều có thể làm được các bác nhá. Chuyên về đồ thờ, ngoài ra là những cái đồ về nội thất thì bên em có làm, nhưng ở phần trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ thì chuyên em sẽ đăng tải chuyên về những cái sản phẩm về đồ thờ, nội thất phòng thờ, từ đường, nhà thờ họ và ban thần tài như thế này các bác. Thì hôm nay em đã hoàn thiện xong cái phần sơn cho bác khách ở trong Bình Dương ấy, nhưng bác ấy bảo rằng là tháng 7 âm lịch thì bác ấy sẽ không lấy hàng, tại vì kiêng tháng 7, người làm ăn kinh doanh kiêng tháng 7 và không thích lấy hàng vào những cái tháng 7 này. Đấy, thì sang đầu tháng 8 thì em sẽ bàn giao và gửi vào cho bác và khách ở Bình Dương các bác. Bây giờ em sẽ đi chi tiết vào cái sản phẩm của bác khách ở Bình Dương ở đây, kích cỡ cột khuôn ván như thế nào, có những đồ gì để cho các bác có thể tham khảo và hiểu rõ hơn các bác nhé. Đấy, thì ở đây em làm cho bác với cái chiều cao tổng thể là cao là 1m27, sâu là 97, rộng là 80 các bác. Cực kỳ là to và cực kỳ là khủng luôn. Đấy, thì em vừa đứng bên cạnh các bác thấy ấy, là mình còn rất chi là bé so với cái ban thờ này. Đấy, nên là nhìn qua cái màn ảnh nhỏ này thì nhiều bác sẽ thấy là nó nhỏ, nhưng mà thực sự là nó không nhỏ một chút nào đâu các bác. Không nhỏ một chút nào đâu các bác. Và điểm nhấn chính cho chiếc ban thần tài này là các bác thấy ấy, là hai chiếc cột được đục theo mẫu hoa lá tây, cực kỳ là cổ kính theo cái phong cách tân cổ điển các bác. Và cột ở đây em làm cho bác ấy là cột 14, cực kỳ là to luôn. Đấy, và những cái phần ván mặt ấy, hay là ván lưng ở đằng sau đều là hàng khuôn 4, ván 1,5 phân và có mộng, có khuôn đầy đủ. Đấy, khác hoàn toàn so với những cái hàng bình thường ở trên thị trường ấy, là người ta bắn đinh, bắn keo, bắn vít để gia cố. Nhưng mà ở đây 100% đều là có hàng mộng đầy đủ hết các bạn. Và ở phần khuôn mặt có hai con tỳ hưu, ấy hay còn gọi là hai con lân, tượng trưng cho cái thu hút tài lộc các bạn. Thì được đục tỉa cực kỳ là sắc nét và cẩn thận. Và hai bên bục là có hai bục phúc lộc thọ. Thì hai bục này thì các bác có thể trang trí như là cốc ngậm đồng tiền, đấy, bình kim ngân hay là những cái sản phẩm đá phong thủy để thu hút thêm tài lộc cho gia đình nhà mình các bác. Thì toàn bộ ở đây em làm trên chất liệu bằng gỗ cốt đỏ ba chi của đằng Nam Phi ấy, và thêm là tuyển chọn những cái phần vân ở những cái phần ván ấy, cái phần mặt để tô điểm thêm cái độ sắc nét và cái độ hiếm của cái sản phẩm này các bác. Và tiêu điểm chính là những chiếc cột đây các bác nhìn xem này. Chi tiết hoa lá cành theo phong cách tân cổ điển được chạm khắc cực kỳ là cẩn thận, và chạm khắc theo kiểu tứ diện các bác nhá. Tứ diện bốn mặt đều được chạm khắc cực kỳ là tỉ mỉ và chi tiết. Và cái phần mặt ở đây em làm cho bác ấy cực kỳ là rộng, thì các bác có thể bày được hương hoa tiền tài, những cái vật phẩm cúng lễ, đá phong thủy hay là những bức tượng của ban thần tài cực kỳ đẹp và cực kỳ to. Và ở bên dưới em có thiết kế cho bác ấy là một cái ngăn kéo. Đấy, với cái ngăn kéo như này thì khi mà bày lễ các bạn, khi là bày lễ thì các bác có thể kéo cái phần ngăn kéo ra để bày lễ, thì nó cực kỳ là rộng. Đấy, nó tạo cho mình một cảm giác rộng rãi và mình có thể trang trí được rất nhiều đồ trong cái khuôn viên của một chiếc ban thần tài cỡ lớn như thế này các bạn. Thì tổng thể các bác nhìn ở đây, được em đặt trên một chiếc sập ngồi to như này với kích thước là 1m8 x 2m2. Đấy, nếu mà các bác nào muốn cái bàn thờ của mình cao lên ấy, thì các bác có thể làm thêm một cái chiếc sập đấy, một chiếc sập để cái chiếc ban thần tài này lên bên trên. Với chiếc sập ấy thì các bác có thể làm là 1m8 nhân 2m2 như một chiếc sập này luôn, hoặc là các bác có thể làm là 1m6 nhân với 2m, tùy theo cái khuôn viên nhà mình. Nếu mà các bác đặt ở trong những cửa hàng, khách sạn, ngân hàng thì các bác có thể làm cái khuôn của chiếc sập này nó to hơn. Còn nếu các bác để ở những cái cơ sở kinh doanh của mình ấy, hay cơ sở sản xuất của mình với cái diện tích nhỏ, với cái mặt tiền nhỏ, thì các bác để nguyên phần như thế này ấy, thì cực kỳ là đẹp. Đặc biệt là bác nào đang làm ngân hàng hay đang làm nhà đất hay là làm
về cái lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì chiếc bàn thờ tàng này không thể thiếu đối với các bác được các bạn ấy. Và đầu tháng 8 này thì em sẽ gửi vào trong bình dương cho bác ấy, và dự tính là sẽ mất khoảng 1 đến 2 ngày thì sản phẩm sẽ được đưa vào đến tận nơi. Và các bác nhìn thấy xem này, khi mà em đứng lên này, dáng người cực kỳ là nhỏ so với chiếc bàn thần tài luôn luôn các bạn ấy. Và để cho bác nào chưa biết và chưa xem cái hình ảnh hàng mộc như thế nào thì ở cuối video này thì em sẽ đưa cho các bác xem chi tiết cái hàng mộc các bạn, chi tiết sản phẩm hàng mộc của bên cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em khi thiết kế và bàn giao cho bác ấy. Tại vì có bác ấy ở xa mà bác ấy không ra kiểm tra mộc được, nên là bên em sẵn có những cái video cụ thể về hàng mộc ấy, quy trình lắp ráp hàng sơn để gửi đến bác, để cho bác yên tâm về cái vấn đề đặt hàng ấy. Và đặc biệt bác nào ở xa khi đặt cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em thì các bác yên tâm về cái vấn đề chất lượng gỗ và những cái sản phẩm về sơn màu gỗ này các bác nhá. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu hay là đang quan tâm về đồ thờ hay nội thất phòng thờ, hay là cần em tư vấn thiết kế trực tiếp không gian phòng thờ cho mình ấy, thì các bác có thể liên hệ đến em qua số điện thoại là 0865 869 126 thì em sẽ tư vấn và thiết kế không gian phòng thờ miễn phí cho các bác nhá.